Ở nhà trẻ Hạnh Phúc. Và sau đây xin được trân trọng kính mời cô Lâm Thị Thanh Danh, hiệu trưởng nhà trẻ Hạnh Phúc. Xin được trân trọng kính mời chị Nguyễn Thị Ngọc Phương, giám đốc nhà thiếu nhi, lên trao lại cờ và quà cho đơn vị nhà trẻ Hạnh Phúc. Xin được trân trọng kính mời. Chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn cho sự có mặt của đơn vị nhà trẻ Hạnh Phúc tối đêm nay. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin cảm ơn cô Lâm Thị Thanh Danh và chị Nguyễn Thị Ngọc Phương. Kính thưa quý vị, trong 10 năm qua, nhà thiếu nhi quận 2 đã tổ chức nhiều lớp năng khiếu nhằm phát huy khả năng biểu diễn sở trường của các em qua các môn học. Và bên cạnh đó, nhà thiếu nhi còn là nơi để các em đến giao lưu sinh hoạt. Và các quý vị phụ huynh cũng là những người đã góp một phần không nhỏ cho sự phát triển chung của nhà thiếu nhi. Và sau đây là phần biểu diễn năng khiếu của các em qua ca khóa học 36. Và nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập nhà thiếu nhi, các tiết mục biểu diễn tối đêm nay của các lớp, các...
bỏ vô ngỗng vô, bỏ nó vô ngỗng vô bỏ.